Em xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Trang TV chuyên về vlog. Và đây là một cái clip tiếp tục em làm về nhật ký thời gian giãn cách xã hội của dịch Covid-19 này nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là đã là ngày 1 tây của tháng 9, ngày đầu tháng mới của tháng 9 năm 2021, và là âm lịch thì 25 rồi ạ. Thì hôm nay là nhu yếu phẩm lương thực gia đình em thì vừa hết, thành ra là hôm qua là em có đặt ở trên nhóm đi chợ hộ những cái nhu yếu phẩm tiếp theo. Thì em sẽ chia sẻ từng món hàng, từng nhu yếu phẩm mà em đặt mua và giá cả cập nhật ngày hôm nay để cô chú anh chị và các bạn cùng xem giải trí cũng như là tham khảo xem ở địa phương á của cô chú anh chị sẽ có giống và khác ở địa phương em như thế nào hay không. Thì xin mời cô chú anh chị cùng em xem cụ thể chi tiết nhé. Let's go. Đây và đây. Thứ nhất là đây là những nhu yếu phẩm rau củ quả mà em mua đợt trước, còn cà chua này là em mua đợt trước còn này cô chú. Dạ. Còn đậu bắp này á là mạnh thường quân với lại những anh chị ở gần xung quanh cho. Mướp này cũng vậy, là anh chị cho. Còn một củ cà rốt với một củ khoai ngọt này là em mua đợt trước còn à. Tại vì khoai ngọt này, củ này khá là lớn, chắc ăn hai lần nữa mới hết à. Còn củ cà rốt này thì thường em để em sắc nhuyễn hoặc là ra để em chiên cơm. Em mua là đợt trước là ba một ký là hai củ lớn, hai củ nhỏ. Hôm nay còn một củ cà rốt lớn. Và đây tiên, và đây là hai bọc nhu yếu phẩm em mua đợt này. Thì em mới vừa nhận được, em sẽ trình bày chi tiết về giá cả cho cô chú anh chị cùng xem vào thời gian giãn cách xã hội này. Giá cả mà mình đặt mua order trên nhóm đi chợ hộ không được giảm giá, đã niêm yết bảng giá thì như thế nào nha. Và hoàn toàn là cô chú anh chị khi mà giao tới là không có tính phí ship ạ. Bây giờ thứ nhất là em sẽ review cái bọc đồ tạp hóa này. Thứ nhất là hộp sữa ông Thọ. Hộp sữa ông Thọ đầu tiên là em sẽ coi cái hàng sử dụng. Hàng sử dụng là ngày sản xuất 29 tháng 7 2021. Hàng sử dụng 29 tháng 7 2022. Ok, hàng sử dụng là ok. Hộp sữa ông Thọ này với giá là 25.000 đồng. Hộp sữa ông Thọ là 25.000 đồng. Tiếp theo là nước tương. Nước tương này, nước tương là do làm tháng này là tháng 7 rất là nhiều cô chú sẽ ăn chay, thành ra nước tương là chắc là hàng sử dụng sẽ rất là ok. Nước tương thường em mua em cũng ít coi hàng sử dụng, không biết hàng sử dụng nằm ở đâu nữa cô chú anh chị ơi. Rồi thì chai nước tương Tam Thái Tử thể tích là 500ml này với giá là 16.000 đồng. Ok. Rồi tiếp theo, mì thì em đặt mua là 10 rưới mì của chú anh chị. Thì tại vì em không có biết làm tạp hóa mà cô chú anh chị mua giúp cho gia đình em là sẽ còn được loại mì nào rất là bất tiện, thành ra em ghi là 10 gói mì, em ghi chung chung mà không có nói cụ thể mì gì,
Thành ra là cô Hạnh lấy cho em mì này tabiket thì cũng được đi, chứ dịch mà đâu có được đòi hỏi. Mà với mì này với giá là 35.000 đồng, hay là chạy ra 3.500 đồng một một gói nha cô chú. Thôi mùa dịch này cũng tạm chấp nhận, chứ bình thường thì em ăn mì Kokumi, mì Bami, và tiếp theo là bọt bên đây. Thì do gia đình cũng có người ăn chay, ăn mặn, thì ăn mặn thì em đặt mua 1 kg thịt nạc với giá là 100.000 đồng thịt nạc. Và bí đao thì em đặt mua 1 kg, 1 kg bí đao với giá là 17.000 đồng, trái cũng rất là non. 1 kg bí đao thì được 3 trái nha cô chú anh chị, 3 trái gọn gọn. Mình nấu được 2 cho đến 3 lần. Tiếp theo là cà chua. Thì đợt này em đặt mua cà chua. Thì cà chua với giá là 20.000 đồng. Giá này đã niêm yết ở trên danh sách của bản Zalo rồi cho nên không có thay đổi. Nhưng mà trái thì đợt này là cô Hạnh mua lựa cho em á, là trái to hơn đợt trước. Nhưng mà đợt trước tuy là trái nhỏ nhưng mà trái rất là non, rất là tròn trịa, gọn gọn nhưng mà ngon, không có bị chày trụa. Nhưng mà đợt này chắc là do số lượng bán lựa cho nhiều hộ gia đình đó, thành ra cũng có chày trụa nè cô chú anh chị, cũng có sức mẻ chút đỉnh nha. Nhưng mà bù lại thì trái to hơn đợt trước. Đây, đợt trước còn là trái nhỏ xíu nhưng mà rất là đẹp đó. Đợt trước đó là nhóm cho hộ lựa cho em á là trái nhỏ xíu à, nhưng mà rất là đẹp luôn, được như ý. Còn đợt này cà chua trái to hơn. Nhưng mà cũng có sức mẻ chút đỉnh. Nhưng mà dịch như vậy là cũng ấm áp rồi cô chú anh chị ơi. Đây là tất cả nhu yếu phẩm của em đợt này. Thì đợt trước em mua là 2, để coi, cái đợt trước không phải là mua, đợt trước em mua có 1 bọc cà chua hả, còn lại là tài trợ hết. Thì hôm đó là cách nay cũng 4 ngày rồi. Em nhớ hôm đó là em để là 19 tháng 7 âm lịch, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 ngày rồi, cũng cả tuần lễ rồi cô chú anh chị. Đợt trước em review là nguyên một cái sạp rau củ mà em chất ra đây để em review là cao lắm. Em tính đâu là ăn cũng lâu lắm mới hết, ai giờ cũng hết luôn. Thành ra là hôm nay là ngày 25 âm lịch, em lại tiếp tục review mua cái đợt này. Đợt trước đó là 19 âm lịch tháng 7 là nhằm 26 tay tháng 8. 26 mà hôm nay một tay tháng 9 rồi. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Một tay đúng 6 ngày rồi cô chú anh chị. 19 tay tháng 7 âm lịch, 25 tay tháng 7 âm lịch, tính giờ là 6 ngày. 26 tay tháng 8, hôm nay là một tay tháng 9, cũng 6 ngày. Đó. Bình quân á, là em mua thực phẩm cho một đợt mà ăn từ 6 cho đến 7 ngày là hết một đợt rau củ quả nhu yếu phẩm. Là do em ăn chay á, thành ra là em phải mua như vậy. Còn gia đình em thì cũng có người ăn mặn thì em mua riêng 1 ký thịt. Ký thịt rồi giờ cứ kho, rồi mình trích một ít để mình băm 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 nấu canh cũng rất là ngon. Thì qua cái video này á, cho em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị trong nhóm đi chợ hộ đã hỗ trợ cho gia đình em, và cũng như là cảm ơn địa phương
đã tạo mọi điều kiện để các hộ gia đình có thể được đi chợ hộ và có nhu yếu phẩm đầy đủ để phục vụ cho các bữa ăn trong gia đình, không có bị thiếu thốn, không có bị khó khăn về thực phẩm. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì để cùng chung tay cùng địa phương cũng như là chính quyền chống dịch đó, thì chúng ta hãy ở nhà, chỉ đi ra đường khi thật sự cần thiết nhất. Phải là thật sự luôn nha cô chú anh chị. Còn mọi chi tiết gì mà khó khăn đi đứng hoặc là có chuyện gì cấp bách đó, thì mình cứ có số điện thoại hỗ trợ hotline của tỉnh, huyện, xã, ấp ở địa phương mình á, mình hãy lên mình cập nhật rồi mình liên hệ khi mà có vấn đề gì gấp cấp bách, chứ đừng tự ý ra ngoài. Bây giờ mạng miết rất là hiện đại, với lại chính quyền cũng như là địa phương đã cung cấp cho mình những cái số hotline để mình liên hệ khi có chuyện cấp bách, cho nên chúng ta hãy thật sự vững lòng đó. Rồi thì em vừa review xong cái đợt em mua nhu yếu phẩm của cái đợt đầu tháng 9, cũng như là cái tuần lễ cuối của tháng 7 âm lịch ăn chay, mùa Du Lan, báo hiếu. Thì em kính chúc cô chú là luôn dồi dào sức khỏe. Cảm ơn những anh chị cũng như là các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của em trong thời gian qua. Cô chú anh chị đặt mua bông trang thì cứ inbox Zalo hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại là 0911 643 600 để đặt mua bông trang ủng hộ shop em. Em thì có một cái kênh YouTube nữa, em bán chuyên về bán bông trang. Kênh YouTube kia của em tên là Hoa Kiển Kim Trang, và kênh YouTube này là Nguyễn Trang TV. Kênh YouTube của em chuyên bán bông trang, cô chú em sẽ đặt cái tên và đường link ở dưới, cô chú vào xem ủng hộ em ạ. Còn kênh Nguyễn Trang TV này em chuyên quay vlog. Rồi bên lề thì em cũng có đăng những video bán bông trang để giúp cho kênh được phong phú hơn về nội dung vlog cũng như là bán bông, đều song hành đi đôi. Cô chú anh chị yêu thương thì cho em xin một cái like vào video này, và cô chú anh chị lần đầu tiên xem kênh YouTube của em thì ủng hộ cho em xin một lượt đăng ký, là cái chữ đăng ký ở dưới video ở góc bên phải, và cô chú bấm vào cái chuông để mỗi khi kênh YouTube của em livestream hoặc là post video mới, cô chú sẽ được YouTube thông báo để vào xem ủng hộ tinh thần cũng như là khích lệ để em sẽ tiếp tục review những thưởng thức cuộc sống cũng như là bông hoa xung quanh em để giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Và cũng như là cô chú anh chị có chia sẻ gì thì em cũng sẽ ủng hộ đăng ký kênh lại để giao lưu ạ. Cô chú để lại bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến cho em nha. Và ở địa phương cô chú có đi chợ hộ giống như ở gia đình em không? Rồi nhu yếu phẩm giá cả như thế nào? Cô chú review quay rồi up lên chia sẻ, rồi em sẽ vào giao lưu tương tác, đăng ký kênh cũng như là để chia sẻ đến tất cả mọi người. Yeah, thì video của em đến đây cũng khá là dài rồi, ảnh gần 15 phút rồi, thì em sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã chịu khó đã xem hết video của em. Bye bye cô chú, chúc cô chú ngày mới vui vẻ, ấm áp, bình an, mỗi ngày là một niềm vui tràn đầy năng lượng sống và làm việc. Love you.